xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Tiếp Anh Thea của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cái bông mọi người. Và cái bông này thì sẽ rất là đơn giản luôn, nhưng mà đòi hỏi là cái sự tỉ mỉ, cái sự mà chỉnh chu nha. Không có đơn giản là tuy là dễ đó nhưng mà không phải là khó lượm đâu. Thì tôi sẽ làm cái bông màu gì vậy ta? Thôi cái bông màu đỏ đi chứ, cho nhỏ nó thương. Mình sẽ làm cái bông màu đỏ nha. Thì làm nó cũng không phải là khá là khó đâu, nó cũng dễ thôi nhưng mà đòi hỏi cái sự tỉ mỉ á. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cùng làm với mình nha. Đó. Cái bông này thì mình cũng không biết tên gọi là cái bông gì nữa. Khi mà mình làm ra xong thành phẩm á thì các bạn giúp mình đặt tên thử coi cái bông này là bông gì nha. Nó hơi dài rồi. Mình thấy cái bông này nó hơi, cái khẩu giấy nó hơi to cho nên mình sẽ cắt lại nha. Mình sẽ lấy chiều dài cánh bông là 6cm thôi. Cái này của mình tới 10 lặng. Cho nên mình sẽ cắt lại, mình chỉ lấy 6 thôi. Mình sẽ gạch một đường xuống để mình cắt, mình chỉ lấy 6 thôi nha. Đây là cái chiều dài của cái cánh bông của mình nha. Bây giờ nè, cái khúc này là cái khúc tỉ mỉ nè. Bây giờ mình sẽ dán cho cái này nó cố định với nhau cái đã. À không, mình sẽ cắt trước đi rồi mình sẽ dán. Đó, bây giờ mình sẽ cắt. Các bạn sẽ cắt dọc theo cái này, các bạn cắt xuống. Và cái chiều dài thì các bạn cắt cho nó xen xen với nhau là đẹp nhất nha. Thì bây giờ mình sẽ bắt tay đi mình cắt. Các bạn cắt nha, các bạn nhớ cắt cái phần đây ra để một hồi mình dán cái thân nó lại nha. Đó, các bạn cắt tiếp tục tới cánh thứ hai. Các bạn thích cái cánh hoa của mình mỏng hay là vậy thì là do các bạn cắt nha. Thì cái kéo của mình nó khá là to cho nên là nãy giờ mình cắt muốn nó nhỏ nhưng mà ai về nó bự quá nè. Bây giờ mình sẽ cắt cho nó bé bé lại một chút xíu nha. Các bạn cứ cắt như vậy nha, cho nó đều đến khi nào mà hết cái khổ giấy thì thôi nha. Đó, cứ như thế mà tiếp tục. Đó. Đó. Các bạn đừng có cắt sâu nha, các bạn cắt sâu là một hồi mình dán nó bị giấy đó. Nó không có dính á. Cắt vừa thôi, cắt vừa chạm tới cái mí thôi. Đó. Các bạn cắt từ từ thôi cho nó đẹp. Cắt khéo khéo á. Nếu mà các bạn nào mà kỹ nữa thì các bạn biết làm gì để cánh hoa đều nhất không? Các bạn đo. Các bạn đo khoảng bao nhiêu cánh hoa là bao nhiêu milimet, bao nhiêu mili, bao nhiêu centi rồi đó. Thì các bạn cắt nha. Nhưng mà làm như vậy thì nó khá là tốn thời gian. Bây giờ mình cắt ở đây là mình sẽ nhắm chừng nha. Mình sẽ nhắm chừng mình cắt. Đơn giản mà đúng không? Yeah. Bây giờ mình sẽ làm cái này mà mình làm họ nguyên một bình bông mình chưng luôn. Thì bông bằng giấy mà nó đâu có bao giờ tàn đâu. Ok. À một xíu nữa mình sẽ làm cái thân cây màu xanh lá cây nha. Là quá là ok la luôn. Đó. Ui già, cắt con hút xíu gì mà. Bây giờ mình đã cắt xong rồi nè. Đó, bây giờ mình sẽ đặt ngược nó lại. À, mình quay lại cái bề mặt mà Thuận nha, xong rồi mình sẽ dán mới được. Mình sẽ quay lại cái bề này. Mình sẽ dán lại. Mình sẽ dán lại nha. Mình cũng ở đây là mình dùng hồ nha. Nếu mà bạn nào có băng keo hai mặt á thì các bạn có thể dùng băng keo hai mặt.
Mình thì có hồ thì mình sẽ dùng hồ dán. Các bạn có cái gì thì các bạn cứ dán bằng cái đó nha, không sao cả. Bây giờ mình sẽ dán lại. Mình đã dán cố định nó lại rồi như thế này. Bây giờ mình sẽ để đây cho nó khô nha. Trong thời gian nó khô mình sẽ đi làm cái thân cây. Mình sẽ làm cái thân màu xanh lá cây nha. Thì nó quá là hợp lý luôn. Thì cái thân cây thì các bạn cũng làm đơn giản thôi. Các bạn sẽ dùng cái chiều này nè, các bạn quấn xuống. Nó quấn thế này nè. Quấn xuống để mà mình có một cái thân cây nha. Quấn lại. Xong rồi mình sẽ dán lại nha. Các bạn nào có băng keo thì các bạn cứ dán bằng băng keo. Còn đây thì hiện tại mình chỉ có hồ dán thôi. Thì mình sẽ dán bằng hồ. Mình sẽ dịnh nó lại nha, để cho nó bám vô. Wow. Đây là cái thân cây. Bây giờ mình sẽ dán, tiến hành dán cái bông lại nha. Thì mình sẽ bắt từ đây. Mình sẽ dán vô. Các bạn khúc này các bạn phải làm khéo nha, các bạn phải làm kỹ khúc này nha. Không phải là nguy hiểm lắm nè. Mình sẽ quấn lại, nhưng mà mình sẽ quấn cái chiều cho nó xếp lên một chút xíu nha. Xuống này xíu đó, xong mình thấy cái này giống như bông gì cái bông gì tự nhiên mình quên tên ngang ấy nha. Bây giờ mình sẽ dịnh như đây cho nó dính chút xíu. Trong thời gian mình dịnh như đây mình sẽ dùng tay á mọi người, mình sẽ bung cái này ra đó. Các bạn bung cho kỹ nha, không thôi nó bị đứt á, đứt là xấu á. Sẽ bung ra. Hoặc là nó bị gói vô nó cũng sẽ không đẹp đâu á. Các bạn bung ra. Đó, các bạn sẽ được một cái bông như thế này. Nhiều màu các bạn chưng vô thì nó sẽ rất là xinh luôn. Ok, video đến đây là kết thúc nha. Các bạn nhớ ấn vào kênh Tiết Anh Khaya để đăng ký giúp mình. Và nhớ theo dõi những video tiếp theo nha. Bye bye.